Thưa quý vị, với phương châm mỗi tổ chức và cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học, trong những năm qua, quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả đề án 08, hỗ trợ học bổng lâu dài cho học sinh con hộ nghèo, theo chuẩn trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động, có điều kiện học tập vươn lên bền vững. Đây chính là giải pháp thiết thực trong công tác giảm nghèo, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Suất học bổng bảo trợ dài hạn mỗi năm 2,7 triệu đồng được thụ hưởng trong suốt 4 năm qua đã tiếp sức cho em Phùng Thị Thanh Thư, học lớp 12, trú phường Hòa Hải, tiếp tục với nỗ lực theo đuổi giấc mơ tri thức lắm gian nan của mình. Trong lúc khó khăn, bế tắc nhất, khi người ba bị tai nạn mất sức lao động, mọi chi phí trong gia đình đều do một tay mẹ gánh vác. Nguồn thu nhập từ nghề công nhân may của mẹ quá sức với việc lo toan cho hai con trong độ tuổi ăn học. Sự hỗ trợ kịp thời giúp Thanh Thư có thêm điều kiện để học tập và ý nghĩa hơn khi giúp em cảm nhận được và mong muốn trong tương lai sẽ được đồng hành và chia sẻ cùng với những trường hợp khó khăn như mình. Với cái sự quan tâm nỗ lực của hội khuyến học đã giúp em có thêm niềm tin và em xác định cho mình mục tiêu của em là con đường học tập. Đó là con đường duy nhất và cũng là con đường mà sẽ giúp em thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ gia đình của em. Thanh Thư là một trong hơn 100 học sinh được thụ hưởng đề án 08 của Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Các mức hỗ trợ tương ứng từng hoàn cảnh từ 2,7 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng một em mỗi năm học. Số tiền tuy không lớn, nhưng để duy trì dài hạn, các cấp chính quyền, đặc biệt là những người làm công tác khuyến học, khuyến tài quận Ngũ Hành Sơn, đã rất nỗ lực trong thực hiện công tác vận động, gắn kết những cá nhân, đơn vị hảo tâm, cùng chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai. Những suất học bổng nhằm tạo động lực cho các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Em cảm ơn các cô chú tài trợ đã tặng cho con một chiếc xe đạp để việc đi học từ nhà đến trường thuận lợi hơn. Em xin hứa em sẽ học thật tốt để không phụ lòng các thầy cô, ông bà và cha mẹ. Thì hội khuyến học đã đến từng các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trao đổi làm việc và chia sẻ những cái khó khăn, nhờ đó mà hội khuyến học đã thu được cái nguồn quỹ khá lớn, tức là tổng thu của năm 2022 là 473.400.000 đồng và qua đó đã chi và tặng học bổng cho các em là 421.200.000 đồng. Năm 2022, quận Ngũ Hành Sơn vận động trao tặng 163 suất học bổng dài hạn, vượt hơn 20% kế hoạch đề ra. Những suất học bổng bảo trợ dài hạn được gói ghém với tất cả tình yêu thương, sự quan tâm và nỗ lực luôn đồng hành của các cấp ủy, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn, dành tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.